Cái bò này các chị nhớ cho em, phía dưới là pha gen này, chất bò mềm này. Các chị không nên mua bò cứng làm gì, vì các chị mua bò cứng ý, nó sẽ rất là khó chịu, mặc nó rất là khó chịu và nó nóng và nó bí. Nhưng mà em Trang đã chọn cho tí yêu những cái dòng hot, các chị yên tâm hàng lấy một luôn. Con này em chia cái thì hàng cho em giá trong này cho em với giá là 229k, mang áo bò khoét nách và áo bò có tay kèm màu kèm xuống giùm em. Chị nào thích khoét nách thì lấy khoét nách, mà không thích lấy khoét nách thì lấy có tay giùm em. 229k rất là đẹp. Năm nay các chị yêu biết là rất là hot bò, được chưa? Mặc nói chung là bò thì chả có năm nào cũng hot cả, năm nào cũng hot luôn, là mỏng nó mặc trường tồn luôn. Những cái dáng baby doll như là các chị yêu mặc cho em, vừa trẻ là vừa xinh này, là còn vừa yêu mà trẻ trung luôn. Các chị không tin thì các chị vào những cái đánh chụp cái ảnh áo của nhà em, các chị lên Facebook các chị tìm cho em và xem ạ. 350-400 nghìn, không ai bán tình yêu với giá là 1229 nghìn như nhà em đâu, mà em cho các tình yêu test luôn. Được cái chất nhá, chất này, đường kim mũi chỉ này, được chưa ạ? Thiết kế này, phối gen ở dưới các chị nhìn cho em này, nó đẹp như này cho em luôn. Cái gen của nó các chị nhìn là gen họa tiết xịn như thế này cho em. Mà Trang đẹp chị bán có 229k thì chốt thì không chốt ạ? Phải chốt ạ. Phải chốt các chị ơi. Áo đang mặc trên người lên cho em, áo bò. Áo bò ba lỗ giùm em. Áo bò khoe ba lỗ kèm xuống đây giùm em, hoặc là áo bò có tay kèm xuống đây cho em các chị nhá. Rồi ok, Hương Tú lấy một con ba lỗ em mặc trên người ạ. Các chị nhớ giùm em, cái này sẽ chỉ có hai dáng cho em, là một là khoét nách như thế này, hai là có tay như này. Nó cùng một form thôi, nhưng nó sẽ có hai kiểu, có tay và không có tay. Thì chị yêu thích có tay thì mình lấy có tay, mà không thích có tay thì là mình lấy cho em cái rằng khuyết nách về chùm em. 229k bao giá trong toàn thị trường luôn, và hàng bò đẹp, hàng bò xịn các chị nhá, chứ không bán những cái dòng bò cứng bò mềm. Các chị đã mặc áo bò nhà em, thứ nhất là các chị sẽ cảm thấy là mát. Mát cái gì nhá, mát này. Vì nó là hàng mùa hè nên là các chị phải ưu tiên cho em được chất. Nếu như mà các chị mặc chất là khó chịu thì các chị ơi mua về phí tiền, chứ còn chả mặc để làm gì đâu các chị ạ. Cái bên này phát ở bên page chưa đấy? Rồi. Đúng page chưa? Đấy. Nè các chị yêu phải tranh thủ giùm em các chị ơi. Tranh thủ giùm em các chị yêu nhá. Tranh thủ giùm em, đúng rồi đấy ạ. Đúng rồi chị Hương Giang ơi, 40 cho em đến 60 cân con này mặc thoải mái vừa, không phải suy nghĩ về cân các chị. 40 60 cân cho em. Chị Hải Tú lấy một con có tay ạ. Chị Hồng Phượng lấy con khoét nách có đơn cho em, chị Hồng Phượng ơi. Chị Minh Anh ơi, chị 43 ký, chị mặc dáng baby luôn này, nó rất là dễ mặc. To nhỏ gầy béo thì các chị yêu có thể mặc được cho em con áo này. Xinh mà yêu cực kỳ luôn, nói chung là mặc bò lên người lúc nào cũng trẻ này, đẹp này, sang và xinh các chị yêu nhé. Nên là các tình yêu nào mà không không thích mặc những cái dòng khác, fan của những cái dòng áo bò như thế này, các chị lấy cho em một chất này phê lắm, mềm mà nó không bị nhăn các chị nhá, mềm cực kỳ cho em. Các chị nhìn cái tay em cầm này, mềm vô cùng luôn mà không bị nhăn áo giùm em, mặc dù em đã vò các chị nhìn thấy cho em là rất là đẹp. 229k mà áo bò kèm số điện thoại giùm em, thích đang mặc trên người là áo bò gì ạ? Áo bò ba lỗ kèm số điện thoại giúp em. Không thích ba lỗ các chị lấy cho em áo bò có tay kèm số điện thoại giúp em. 229k trong live thôi các chị ơi. Chị Hoàng Anh ok lấy con ba lỗ nhé. Chị Ngọc Tú ok lấy con ba lỗ, tí sẽ mặc các tình yêu có tay. Sau lúc đấy các chị yêu thích có tay các chị con có tay, mà không thích có tay các chị lấy ba lỗ giùm em. Chị Yên đang rất là rẻ những con giáo bò này thì em chỉ bán thêm thắt các tình yêu trong live thôi. Còn là các chị yêu cứ đi khắp cái Facebook này, đứa nào bán rẻ hơn em Trang Hoàng thì gấp 10. Đứa nào bán rẻ hơn Trang Hoàng thì gấp 10. Chất là nếu các chị mua đúng hàng chất xịn này cho em 300, 400, 500 nghìn cho em con áo không có giá này. Ngày nay em Trang chia khách hàng cho em với giá 229k. Các chị ơi, 229k một con áo cho em như thế này, mà các chị mặc xinh lắm, xếp đi ở cổ này, dáng baby doll che bụng tốt cho em, mặc lên nhìn nó yêu, nhìn nó kiểu xinh xinh các chị, nhìn nó kiểu cute các chị nhá, rất là xinh cho em luôn đấy. Thích thì lên cho em áo bò ba lỗ kèm màu kèm số điện thoại cho em các chị ơi. Không thích bò ba lỗ lên cho em bò có tay kèm số điện thoại giùm em. Chất bò loại 1, bao mềm, bao sướng, bao nhẹ và gì ạ, bao mát cho em các chị ơi. Không bán những hàng bí nóng các chị nhá. Chị Thanh Hà ok có đơn cho em, thì Linh Phượng có đơn cho em, thì Ngang Ngọc lên xuống này giùm em đi ạ. 229k. Em Trang vẫn nói với các chị một câu, đó là gì ạ? Đây là mã hàng em bán thêm với tình yêu, những con hàng hot em bán thêm với tình yêu thôi. Còn em không bán có lãi luôn con này luôn ý, bán cho các chị yêu có. Chị nào thích những cái dòng hot các chị vào thì các chị săn cho em, để hàng gì em cũng có thôi. Chứ còn những cái dòng này các chị ơi, bán những cái giá tiền này đúng là chỉ có mỗi em thôi. Không có lãi, nhập thì cao. Con này nhập vào rất là cao các chị nhá, đầu vốn của em vào rất là cao. Nhưng em vẫn bán cho tình yêu với cái giá gọi là cực kỳ yêu thương. Các chị chốt nhanh giùm em mà áo bò ba lỗ kèm. Kèm số điện thoại giúp em. Không thích bò ba lỗ lên cho em bò gì ạ? Bò có tay ạ. Kèm số điện thoại cho em các chị ơi, 229k một áo cho em thôi. Mà mình sở hữu chất bò đỉnh cao nhất bây giờ, chất bò xịn nhất bây giờ, chất bò mặc nhẹ nhất bây giờ và chất bò sướng nhất bây giờ. Phối cho em gen họa tiết ở dưới gấu cho em đẹp và sang như thế này cho em. Các chị đi du lịch ở đâu các chị mặc rất là đẹp cho em các chị nhá. Em lên cái tình yêu cái bò ba lỗ bò có tay này. Các chị yêu tranh thủ nhá các chị ơi. Tranh thủ nhanh tay giùm em những con áo này cực kỳ xinh luôn, không mua hơi phí đấy ạ. Cực kỳ xinh luôn, không mua hơi phí nữa chị ơi. Áo bò kèm
kèm một số điện thoại, kèm kiểu, kèm số điện thoại giúp em. Đấy, thích ba lỗ lấy ba lỗ, không ba lỗ lấy cho em có tay các chị nhá. Đấy các chị ơi, xinh lắm này, ba lỗ này, cài cúc. Ba lỗ, à có tay này, xinh yêu lắm. Cái dáng baby doll này năm nay nó hot, cài cúc, cài cúc. À, cái dáng baby doll này nó rất là yêu. Các chị mặc thì các chị sẽ thấy là tự dưng nhìn thấy mình trẻ ra và nhìn nó xinh cực kỳ luôn các chị ạ, à, yêu lắm. Dáng baby doll trước giờ chưa bao giờ lỗi mốt luôn. Dáng baby doll từ trước đến giờ các chị mặc, các chị thấy lúc nào nó hot. Những cái dòng này lúc nào nó hot với cái dáng là dáng yêu kiều tiểu thư công chúa đấy các chị. Đây, lên cho em áo bò có tay kèm, kèm số điện thoại giúp em. Chị ân khách hàng cho em với giá 229k. 40 cho em đến. Đến 60 cân ạ. À. Xinh quá các chị ơi, đẹp ơi đẹp. Dã man cho em các chị quần áo này. Đẹp xuất sắc cho em luôn, xinh rất là xinh luôn, có 229.000 cho em cho. Áo bò có tay cho em nhé, tay cánh tiên các chị nhé, xinh lắm. Những con này các chị đi du lịch cho em, các chị chụp ảnh sống hào cho em ở đâu cũng đẹp. Sống ảo cho em ở đâu cũng đẹp các chị ơi. Bụng biết không thấy một tí nào luôn, cho em xinh như thế này, yêu như này mà có 229.000. Các chị yêu phải tham khảo giá nha, phải tham khảo giá. Đấy, không thích có tay thì lấy cho em ba lỗ, được chưa? Áo bò ba lỗ. Không thích áo bò ba lỗ thì lấy áo bò có tay, dáng tất cả đều dáng baby doll xếp ly ở cổ cho em. Đẹp và sang và yêu như này, nhưng chiên có 229.000. Đẹp cực kỳ các chị nhá. Và nhớ cho em bò ấy, bên em bảo hành chất theo tình yêu. Mặc áo bò mà các chị mua cái màu xấu ấy, các chị mặc đã già rồi. Các chị mặc áo bò, các chị mua những cái dòng bò cứng như các chị ơi, mặc cũng đã chán rồi. Nhưng ở đây là bò mềm cho em, vò thoải mái cho em không nhăn. Các chị giặt máy thoải mái cho em luôn, mặc con áo các chị cảm thấy nó đã đời. Mặc con áo các chị cảm thấy xinh, mặc con áo các chị cảm thấy sướng cho em nhé, 229k. Em Trang nói luôn là đây là áo hot, em chỉ bán cho người yêu số lượng ít và bán cho đủ cỡ lắm. Cho gọi là có hàng hot cho chị yêu thôi, còn em không có lãi con này đâu. Các chị cứ nhận áo nha em mà xem. Còn các chị đi ra ngoài chị mua áo bò cho em các chị ơi, 350, 400, 500 nghìn các chị cũng khó mua. Đấy, nên nhanh tay giùm em. Chốt đơn. Nhanh tay. Chốt đơn. Áo bò ba lỗ kèm. Kèm số điện thoại giúp em. Áo bò có tay kèm. Số điện thoại giúp em. Mã nào chốt đơn, mã đấy các chị ơi, nhanh tay. Chốt đơn. Đẹp không các chị? Quá đẹp, đẹp luôn chị ạ. Riêng bò thì mặc 1.000 năm không bỏ lỗi mốt. Cứ mặc lên là thấy ăn chơi liền, cứ mặc lên là thấy sành điệu liền, cứ mặc lên là thấy sang liền cho em. Mà nó còn giấu dáng đẹp như này thì không chốt được, hơi có phí không ạ? Quá phí luôn. Các chị nhớ nhá, sang đẹp bán rất rẻ nha, 229k cho con áo bò xinh như này. Không nhanh tay hơi phí, mấy nên đi về Nghệ An em đi em. Du lịch em cũng sẽ mặc con này các chị ạ. Nên là lúc đấy mà chụp ảnh thì cứ Trang ơi áo em mặc còn không, lúc đó còn hàng đâu. Tại vì nhà em Trung Quốc vừa gửi về phải 10 ngày mới có hàng các chị ạ. Nên các chị phải tranh thủ lấy cho em 229k. Áo bò ba lỗ kèm. Số điện thoại giúp em. Áo bò có tay kèm. Số điện thoại xinh giúp em. Xinh các chị ơi. Rất là xinh nha các chị nha. Nếu chị yêu mà muốn xinh như Trang thì nhanh tay chốt cái áo bò cho em đi ạ. Dáng baby doll cute Khmer yêu này thì xinh ngoan yêu của anh. Đây nè. Đấy xinh nữa các chị ơi. Lên nhanh tay cho em đi ạ. Hùng Tú ok có đơn cho em một con áo bò có tay này. Hương Mai ok lấy hai áo hai kiểu này. Chị Thùy Lý ok lấy có tay. Chị Hồng Lan ok lấy có tay này. Chị Minh Dương ok một con ba lỗ lịch sử cho em đi chị yêu ơi. 229k cho em. Thích ba lỗ lấy. Ba lỗ. Thích có tay lấy. Có tay. Mặc chào người bạn mới lên. Có thêm một niềm vui mà phải xinh mắc thế, xinh lắm đấy các chị ạ. Xinh được kiểu đúng kiểu xinh ngoan yêu, xinh được kiểu tê, xinh được kiểu dễ thương ấy chị ạ. Chứ còn mình là phụ nữ, chị nào mà chẳng thích dễ thương, chị nào mà chẳng thích kiểu nhẹ nhàng đúng không chị? Nên là lấy con này cho em nhé, xinh cực kỳ luôn mà rẻ bỏ mẹ các chị ơi. 229.000 bạc cho em, đẹp như thế này cho em. 229.000 các chị nhá, 229k. Được chưa? Dỗ cây hải thú có đơn, chị Quỳnh Anh có đơn cho em các chị ơi. Em Trang mặc lại dáng ba lỗ một tí được không? Được chị yêu. Tưởng gì, chỉ cần chị yêu thích là em nhích các chị ơi. 229k áo bò ba lỗ kèm xuống lại giùm em. Và áo bò. Áo bò có tay kèm số điện thoại giùm em các chị ơi. Nhớ nhá, 229 chất bò bao mềm này, bao không nhăn này, bao mát này, bao nhẹ này và bao sướng giùm em. Bò đều, nét đi các chị ơi. Mặc những con dòng này á, đã đẹp đẹp cho tới bến. Mà không đẹp thì thôi các chị nhá, hàng siêu cấp giùm em. 229k, đẹp nhất nách cho em mặt trước mặt sau luôn. Dưới cái gen của nó ở dưới này cũng là gen xịn các chị nhá, nó đẹp từng chi tiết, từng gì à, từng thớ thịt cho em đó chị ơi. 229k, nhanh tay. Chốt đơn. Nhanh tay. Chốt đơn. Em sang có ba lỗ gì không? Quá đẹp luôn các chị ơi. Ngọc Huệ lên xuống cho em đi chị ơi. Mai Hương ok có đơn cho em. Số ok Thanh Đào lên xuống cho em nha chị nhá. Các chị ngắm cho em cái dáng ba lỗ này đẹp, các chị lấy nhanh giùm em không là hết hàng nha. Áo bỏ ba lỗ đó các chị nhá.
cáo bò này các chị yêu tranh thủ lấy, nó xinh lắm, yêu cực kỳ luôn. Những cái dòng này thì nhà Trang thì bán gọi là bán kèm với các chị yêu, nên là em Trang sẽ để giá rất là rẻ luôn. Ngoài thị trường các chị mua con này 350, 380, thậm chí 400k, bò mềm hàng loại 1 cho em, tem mát các chị nhìn giùm em này. Hàng em không phải hàng linh tinh đâu, nên các chị mua những hàng hot bên em, các chị yên tâm về chất lượng đi. Con này em thì bán cho khách hàng trong livestream cho em với giá là 229.000, bán thêm thấp vào cho các chị yêu thôi, để các chị yêu có những cái mã hàng của là các chị yêu thích cái gì là bên này nhà em cũng có thôi. Còn những con này thì chắc chắn là ngoài thị trường các chị mua không bao giờ có giá này. Con này sẽ có cho em hai dáng là dáng áo bò ba lỗ và áo bò khuyết nách và áo bò diện có tay. Các chị yêu thích lấy dáng khuyết nách, các chị lấy con dáng khuyết nách nhé, nó mặc trên người. Không có các chị yêu lấy cho em cái dáng có tay này giùm em, rất là đẹp. Cái bò này các chị nhớ cho em phía dưới là pha ren này, chất bò mềm này. Các chị không nên mua bò cứng làm gì, vì các chị mua bò cứng ý, nó sẽ rất là khó chịu, mặc nó rất là khó chịu và nó nóng và nó bí. Nhưng mà em Trang đã chọn các chị yêu những cái dòng hot, các chị yên tâm hàng lấy một luôn. Con này em chia cái thì hàng cho em giá trong này cho em với giá là 229k, mang áo bò khuyết nách và áo bò có tay kèm màu kèm xuống giùm em. Chị nào thích khuyết nách thì lấy khuyết nách, mà không thích lấy khuyết nách thì lấy có tay giùm em. 229k, rất là đẹp. Năm nay các chị yêu biết là rất là hot bò, được chưa? Mặc nói chung là bò thì chả có năm nào cũng hot cả, năm nào cũng hot luôn, là mỏng nó mặc trường tồn luôn. Những cái dáng baby doll nên là các chị yêu mặc cho em, vừa trẻ là vừa xinh này, là còn vừa yêu mà trẻ trung luôn. Các chị không tin thì các chị vào những cái đánh chụp cái ảnh nhà của nhà em, các chị lên Facebook các chị tìm cho em và xem ạ. 350-400.000, không ai bán thì yêu với giá là 229.000 như nhà em đâu, mà em cho các chị yêu test luôn được cái chất nhá. Chất này, đường kim mũi chỉ này, được chưa ạ? Thiết kế này, phối gen ở dưới các chị nhìn cho em này, nó đẹp như này cho em luôn. Cái gen của nó các chị nhìn là gen họa tiết xịn như thế này cho em. Mà Trang đẹp chị bán có 229k thì chốt thì không chốt ạ? Phải chốt ạ. Phải chốt các chị ơi. Áo đang mặc trên người lên cho em, áo bò. Áo bò ba lỗ giùm em. Áo bò khoe ba lỗ kèm xuống đây giùm em, hoặc là áo bò có tay kèm xuống đây cho em các chị nhá. Rồi ok, Hương Tú lấy một con ba lỗ em mặc trên người ạ. Các chị nhớ giùm em, cái này sẽ chỉ có hai dáng cho em, là một là khoét nách như thế này, hai là có tay như này. Nó cùng một form thôi, nhưng nó sẽ có hai kiểu, có tay và không có tay. Thì chị yêu thích có tay thì mình lấy có tay, mà không thích có tay thì là mình lấy cho em cái rằng khuyết nách đấy chùm em. 229k bao giá trong toàn thị trường luôn, và hàng bò đẹp, hàng bò xịn các chị nhá, chứ không bán những cái dòng bò cứng bò mềm. Các chị đã mặc áo bò nhà em, thứ nhất là các chị sẽ cảm thấy là mát. Mát cái gì nhá, mát này. Vì nó là hàng mùa hè nên là các chị phải ưu tiên cho em được chất. Nếu như mà các chị mặc chất là khó chịu thì các chị ơi mua về phí tiền, chứ còn chả mặc để làm gì đâu các chị ạ. Cái bên này phát ở bên pet chưa đấy? Rồi. Đúng pet chưa? Đấy. Nè các chị yêu phải tranh thủ giùm em các chị ơi. Tranh thủ giùm em các chị yêu nhá. Tranh thủ giùm em, đúng rồi đấy ạ. À. Đúng rồi chị Hương Giang ơi, 40 cho em đến 60 cân con này mặc thoải mái vừa, không phải suy nghĩ về cân các chị. 40 đến 60 cân cho em. Chị Hải Tú lấy một con có tay ạ, à. Chị Hồng Phượng lấy con khuyết nách có đơn cho em, chị Hồng Phượng ơi. Chị Minh Anh ơi, chị 43 ký, chị mặc dáng baby luôn này, nó rất là dễ mặc. To nhỏ gầy béo thì các chị yêu có thể mặc được cho em con áo này. Xinh mà yêu cực kỳ luôn, nói chung là mặc bò lên người lúc nào cũng trẻ này, đẹp này, sang và xinh các chị yêu nhé. Nên là các chị yêu nào mà không không thích mặc những cái dòng khác, fan của những cái dòng áo bò như thế này, các chị lấy cho em một chất này phê lắm, mềm mà nó không bị nhăn các chị nhá, mềm cực kỳ cho em. Các chị nhìn cái tay em cầm này, mềm vô cùng luôn mà không bị nhăn áo giùm em, mặc dù em đã vò các chị nhìn thấy cho em là rất là đẹp. 229k mà áo bò kèm số điện thoại kèm số này giùm em, thích đang mặc trên người là áo bò gì ạ? Áo bò ba lỗ kèm số điện thoại giúp em. Không thích ba lỗ các chị lấy cho em áo bò có tay kèm số điện thoại giúp em. 229k trong live thôi các chị ơi. Chị Hoàng Anh ok lấy con ba lỗ nhé. Chị Ngọc Tú ok lấy con ba lỗ, tí sẽ mặc các chị yêu có tay. Sau lúc đấy các chị yêu thích có tay các chị con có tay, mà không thích có tay các chị lấy ba lỗ giùm em. Chị Ân đang rất là rẻ những con giáo bò này thì em chỉ bán thêm thắt các chị yêu trong live thôi. Còn là các chị yêu cứ đi khắp cái Facebook này, đứa nào bán rẻ hơn em Trang Hoàng thì gấp 10.